Nhà Tốt xin kính chào tất cả quý khách hàng đang theo dõi kênh Nhà Tốt Nhà Đất Giá Rẻ Hà Nội. Trong video này Ngọc Ánh sẽ quay và gửi tới cho quý vị một căn nhà 33m² thiết kế và xây dựng độc lập duy nhất một căn. Vị trí của nó thì thuộc phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Giá rất là rẻ và hợp lý, thiết kế và xây dựng độc lập dành cho quý khách hàng nào không thích nhà xây liền kề. Hơn nữa căn nhà này thì nằm trong khu dân cư đông đúc và vị trí của nó thì khá là yên tĩnh, cách có một nhà là ra tới đường ô tô tránh, cách hai nhà là bãi gửi xe ô tô ngày đêm thoải mái, giá rẻ chỉ hơn 2 tỷ một chút thôi, thiết kế 33m, xây 4 tầng và nó là căn trong cùng thì tận hưởng toàn bộ cái khu vực để xe như thế này quý vị nhá. Khu vực để xe thì đã được lát gạch đỏ toàn bộ cho quý vị, thiết kế 4 tầng xây mới, tầng 1 thì thực tế nó có như thế nào thì em sẽ quay và review cho quý vị như vậy. Từ tầng 2 quý vị có thể nhìn ở đây, chủ nhà có xây đua ra từ trên phía tầng 2, tầng 3, tầng 4 cho nên chắc không gian phòng ở phía trên rất là rộng. Và với cái hướng nhà là hướng Tây Bắc, thiết kế của ngôi nhà như thế nào ạ? Phần cửa chính thiết kế hai lớp, bên ngoài là cửa sắt sơn tĩnh điện, bên trong là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Vị trí của nó gần với lại trường đại học Phenica, gần với lại Ủy ban Nhân dân phường Yên Nghĩa, gần với bến xe Yên Nghĩa. Nói chung phù hợp với bác nào đi làm ở Hà Đông, đi làm theo trục đường Tố Hữu Lê Văn Lương kéo dài, phạm vi bán kính khoảng tầm 12 km, quay đầu ở trong thành phố Hà Nội là rất là ok đúng không ạ? Và cái căn nhà này thì cũng gần với trục đường quốc lộ 6 mọi người nhé. Phần hoàn thiện cơ bản của ngôi nhà này thì đã được thiết kế xong hết 100%, quý vị chỉ việc dọn đồ về và ở được ngay. Gạch lát nền kích thước gạch 60-60, với cái phần sơn chủ đạo của ngôi nhà là màu trắng. Thiết kế tầng 1 thì là khu vực phòng khách, phòng bếp. Nhà thì đã có cổng riêng cho nên quý vị không cần phải dắt xe vào nhà, để ở phía bên ngoài có cổng riêng rồi, chỉ có hai nhà sử dụng thôi. Đây là phần không gian phòng khách của ngôi nhà. Có kệ, một chiếc kệ tivi chủ nhà lắp đặt sẵn cho mình. Đây là phần không gian phòng bếp ạ. Với phần phòng bếp cũng được hoàn thiện chỉnh chu đầy đủ cho quý vị về phần tủ bếp. Chất liệu gỗ MDF chống cong vênh. Xung quanh bếp thì ốp kính ốp bếp, mặt bếp, ốp đá granite, phụ kiện bếp đều được lắp đặt đầy đủ. Đó. Diện tích nhỏ nhắn, xây dựng phù hợp, độc lập một căn. Nhà này thì thiết kế rất là hợp lý. Phụ kiện bếp, chậu rửa, vòi rửa, hồ sơ điện, hồ sơ nước đều lắp đặt cho quý vị xong xuôi, đầy đủ hết rồi. Trong không gian phòng bếp ở đây có một ô cửa sổ thoáng để lấy ánh sáng vào trong phần phòng bếp mọi người ạ. Hệ thống trần thạch cao lắp đặt xong xuôi. Vị trí của nó thì là thuộc phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông. Cụ thể mọi người muốn tìm hiểu, biết thêm thông tin, đi xem nhà thực tế thì cứ liên hệ trực tiếp với Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình để em có thể tư vấn cũng như đưa quý vị đến xem. Tầng 1 thiết kế thêm cho quý vị một phòng vệ sinh đáp ứng nhu cầu sử dụng ở phía dưới tầng 1, đầy đủ bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa và máy bơm nước tổng lên trên 4 tầng sử dụng của ngôi nhà. Tay vịn cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 4 thiết kế toàn bộ là gỗ, mặt bậc cầu bậc cầu thang ốp đá đen cổ trắng. Ngăn cách giữa phần cầu thang và phòng cửa chính thì chủ nhà lắp một vách CNC ở đây, vách lam gỗ cho quý vị. Thường như phong thủy và là tránh phần cầu thang ra cửa chính thì chủ nhà thiết kế gọi là tối ưu công năng. Còn nếu như để nó tuyệt đối thì nó không hẳn mọi người ạ. Nếu như tuyệt đối thì chỉ có tự mua đất, tự thiết kế, tự xây dựng thì nó sẽ là ok. Còn những cái nhà xây mà bán như thế này thì nó sẽ là tương đối phù hợp cho quý vị nào không thích xây dựng, không phải trông coi, không phải tìm tòi nhiều về đất đai các thứ. Còn cái căn nhà này thì Ngọc Ánh nói rõ đường hướng, vị trí, giá bán ở dưới phần mô tả. Mời quý vị theo chân Ngọc Ánh lên khám phá các tầng phía trên của ngôi nhà nhé. Ngọc Ánh đang đi lên trên phía tầng 2 của ngôi nhà. Với tầng 2 thiết kế cho quý vị công năng như sau: hai phòng ngủ thoáng trước, thoáng sau. Tất cả các phòng ngủ đều rất là thoáng, có cửa sổ thông thoáng, ống chờ, dây chờ, áp chờ điều hòa đều được lắp đặt cho quý vị đầy đủ. Hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng hai phòng ngủ trước và sau. Như vậy thì với ngôi nhà này là có 4 phòng ngủ riêng mọi người nhé. Tầng 1 thì thiết kế như thế, tầng 2 tất cả các phòng đều có cửa sổ, thậm chí hành lang đi vào hai phòng cũng có cửa sổ thông thoáng. Phòng ngủ hướng ra phía bên ngoài, có ban công mở hướng ra phía bên ngoài được quý vị ạ. Căn nhà này sổ sách chuẩn chỉnh, quý vị có thể dọn đồ về và ở được ngay. Sổ đỏ chuẩn chỉnh treo tay, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị có nhu cầu. Nhiều quý vị hỏi rằng nếu như mà cái cách thức hỗ trợ vay vốn ngân hàng thì như thế nào. Với căn nhà này thì quý vị có thể trả trước 700 triệu
tiền ngân hàng, phần còn lại ngân hàng sẽ hỗ trợ quý vị vay trong vòng tối đa 30 năm, tối thiểu 3 năm. Lãi suất hiện tại rất là hợp lý đến từ những ngân hàng vô cùng uy tín. Tất cả các cửa thông phòng, cửa thông phòng, cửa nhà vệ sinh, chủ nhà thiết kế toàn bộ là cửa nhôm nghệ Việt Pháp mọi người nhé. Và trên phía tầng 2 thì thiết kế là phòng vệ sinh sử dụng cho hai phòng ngủ đây. Bồn cầu, sen cây tắm, lavabo. Với cái phòng vệ sinh này thì chủ nhà ốp toàn bộ gạch 30-60 lên trên tới tận trần này cho quý vị rồi. Rất là sạch sẽ, màu sắc rất là nhã nhặn. Như vậy Ngọc Anh đã review kỹ tầng 2 cho quý vị. Mời quý vị theo em lên khám phá tầng 3 của ngôi nhà. Với tầng 3 của ngôi nhà thiết kế tương tự như tầng 2. Tầng 3 thiết kế cho quý vị công năng sử dụng cũng như vậy. Hai phòng ngủ trước và sau. Như vậy thì với ngôi nhà 33m², xây dựng 4 tầng, 4 phòng ngủ riêng. Ở phía dưới tầng 1 thiết kế phòng khách, phòng bếp, có sân cổng riêng, thực tế. Đó, phòng vệ sinh ở trên phía tầng 3. Quan trọng tầm tài chính của quý khách hàng. Quan trọng vị trí giao thông đi lại có thuận tiện cho quý khách hàng cũng như con cái đi học đi hành hay không. Còn từ vị trí ngôi nhà này thì nó ngay cạnh trường mầm non cấp 1 và với chợ trường phường trạm tiện ích tương đối là đầy đủ quý vị nhé. Nói chung là tốt từ trước đến giờ. Review 100% nhà xây bán chuẩn chỉnh. Có sao thì chia sẻ cho quý vị như vậy. Giá bán là 100% từ chủ đầu tư. Tất cả các giá bán đều có thương lượng với khách hàng thiện chí bởi vì thuận mua vừa bán mà, đúng không ạ? Đây là phòng vệ sinh tầng 3. Phòng vệ sinh tầng 3 cũng được thiết kế tương tự như tầng 2. Tất cả các công năng sử dụng đều phù hợp theo từng tầng. Đó, phòng nào cũng đáp ứng đầy đủ cho quý vị. Và mời quý vị theo em lên tầng 4, tầng cuối cùng của ngôi nhà. Và em đang bước chân lên trên phía tầng 4, tầng cuối cùng của ngôi nhà đây ạ. Trên phía tầng 4 thì thiết kế cho quý vị một ô giếng trời để lấy ánh sáng xuống khu vực cầu thang. Tay vịn cầu thang từ phía dưới tầng 1 cho tới lên tầng 4 như em đã chia sẻ, toàn bộ là gỗ. Trên phía tầng 4 thiết kế cho quý vị một phòng riêng. Phòng này thì quý vị có thể thiết kế làm phòng thờ. Mục đích công năng sử dụng của mỗi một hộ gia đình là khác nhau. Tuy nhiên thì em đã review rất là thực tế từ tầng 1 cho tới lên tầng 4 để quý vị có thể cân đong đo đếm xem cái ngôi nhà này, cái công năng sử dụng của nó có phù hợp với lại hộ gia đình mình hay không, cái tầm tiền của nó có phù hợp với lại tài chính của gia đình mình hay không. Và cái vị trí đi lại. Đây là phần sân phơi. Giới thiệu với quý vị, kia là trường cấp 1 mọi người ạ. Đây là trường cấp 1 của khu vực này, ngay cạnh nhà. Thực ra thì tính từ vị trí nhà này, quý vị có thể cho con cái mình đi bộ rất là yên tâm. Cấp 1 và trường mầm non ngay cạnh nhau. Trường cấp 2 thì có cách xa một đoạn một chút thôi. Còn chợ trường phường trạm thì ngay gần nhà. Ủy ban nhân dân, trạm y tế đầy đủ, tiện ích công năng, sử dụng hài hòa. Giá bán em để ở dưới phần bình luận xin nhắc lại với quý vị như vậy. Và mọi người muốn tìm hiểu, biết thêm thông tin chi tiết cụ thể, vui lòng liên hệ trực tiếp với Ngọc Ánh Nhà Tốt theo số điện thoại ở phía trên màn hình 0953013403 hoặc 0888041444 để mọi người có thể đến xem nhà thực tế nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.